Đạt Group và công ty cổ phần tập đoàn Eskom đã công bố dự án căn hộ dự án Phúc Đạt Connect 2 tại thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương. Dự án này nằm tiếp giáp với thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Dự án có quy mô 30 tầng nổi và 2 tầng hầm với 724 căn hộ. Ngoài những lợi thế về vị trí, Phúc Đạt Connect 2 cũng có pháp lý dự án hoàn chỉnh, đã cất nóc dự án vào cuối tháng 7 vừa qua, phương thức thanh toán linh hoạt. Dự án tiếp giáp với thành phố Thủ Đức nên người dân chỉ mất 20 phút để di chuyển vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Hạ tầng khu vực Dị An đang được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng, hướng đến mục tiêu trở thành đô thị loại 1 vào năm 2025.